ngồi trên đỉnh núi liền đài tu hành tầm đạo một mấy cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi non cao đảnh thượng thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Mùa xuân hứng cảnh lâu đài lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tứ di mây phủ nhiều đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiếng cảnh ta về, non bồng ta ở giữa cày mấy năm. Dạo chơi tầm bực kỳ âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ấy mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kính kể cưỡi cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâm, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dần đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mới, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp khoai, cháo rau đỡ giả tháng ngày cho qua. Nhưng cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là liễu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt đi non tầng, quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dẫu cho có ở xa xăm, cũng là rạng tới viên thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông.
hiểu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tệ hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long qua, đặng coi hiện đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thường trong lễ thứ sáu sao từ đây. Chinh chinh bông sẽ về tây, đoái nhìn trần thế xác thấy ấy hề. Thương trần ta cũng ráng thầy, đặng cho ba tánh liễu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lâm dân đến hội lầu son giữa kề. Thương đời văn vật say mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra châu chức đại mấy cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thấy cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa Ám làm gì. Bây giờ bác lộn với chì, nửa sao lọc lại vít tì cũng chê. Bờ dân chớ có say mê, trung lương chánh trực giữa cây đài mây. Mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tại hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. Theo thầy giảng giải nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sân lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bàn với cao cây, bây giờ xuống thế cao cây lìa xa. Thiên cơ biên đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn.
cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa duyên của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày lốp bãi lốp chạy, sau này đã đoán ai mà ăn ở nghinh ngang, đoán đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô mông, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doanh cho rồi. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mang xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần đổ cho. Thương đời hết giả cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tâm, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thanh thơi, quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nở thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tàu kháng chồng vợ bố kinh đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chớ kha trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì tháo ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra oai ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lầm mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lầm son mới vừa. Nghinh ngang hồn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Xác
thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thu hầm xé thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dị kỳ dương thế, chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hung hăng ý của giàu sang, chẳng kiêng trời Phật mấy mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chốc ghẹo gái xinh, nửa sau mắt phải yêu tính hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn luân can kỵ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng vừa mũi xe lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà trái hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới là. Phải gìn dục giống lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vén giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chứ đừng cái linh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dẫu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phan ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Dạy rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sự phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đứng cao đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xạ duân mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh.
xưa nay sao chữ lành tanh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa mặt, ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ngôi. Tại sao chẳng cũng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lâu đài. Chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài đừng nể mau lâu. Dẫu khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiêng nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bất cóc khen, trong đàn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắt phải chuyện gì phụ phục bình hưng. Lại thêm đàn địch từng tân, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không bằng, mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nho cứ mày làm thi ngạo đời. Rung đùi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cá nước vậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng héo von, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cắt bãi cắt ba, nó đòi nắm cắt người ta hoảng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hội xác hồn lìa xa. Mỹ anh thầy thuốc lan xa, cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chỉ đừng phiền, đồng bát đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được các lân, hãy nên trao sửa hiền nhân mới là.
Những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lấp đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngủ viên kỳ đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thấy sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiếp dậy đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn, thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà an nói gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tao nhiều cánh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bỏ heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bất miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiết rành tiếng ni. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hổ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rện trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chứ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắt mặt tình bôn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuần đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyển nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thải các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mắc
tình nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thần xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lưỡng thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng Dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương kho đứng khôn ngồi thảm thương lê thư mắt hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lụy rừng quý yêu ba tanh biết chừng nào ngôi. Làm sao cho giả được vui cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ ngu si thì tưởng như thơ bím đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Danh thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng buồm loan rước người tu niệm suy xoan phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách đi mất tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường kêu trời dầm đất cũng thì giả răng. Nói cho trần thế liệu toan chớ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều mông bùa mê thuốc lúa mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành nếu tin thời mắt tan tạnh về sau. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chanh mới hồng vinh vang. Địa tiên tài phép đa đoan phi đạo bửu kiếm mây mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiền binh bôn phía tứ vi kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dậy đầy lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó lãm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lóc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiện lành chừng đó sum vầy quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy gây hồn, cho trần coi thử có mà hay không.
Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lầm tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chứ có sờn ráng tu thì được xem đàn trên mây. Người hung chết đất chật thấy, nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lân mới cày. Bây giờ kẻ nhúng người trầy chế ta rằng dãi rắn khờ cũng cam. Dương trần bỏ bất tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điểm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng sông sao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thoái cũ làm càng, trộm gà cắp dịch xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bổ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lấy thêm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mã thêm nhắn cho đời. Hạ quân lòng giả đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta giải cố lì cốt, mà cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tráng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân kho đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cõi cây rung, phương xa có giặc thông dung đằng nào. Trời Tây chung nó hùng hào, đem lầm gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lay. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt diều tiếng cảnh bồng lái nhiều người.
xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi bao hiu lúc thân yếu già. Dường linh đôm hoài mới là có chi cũng nấy vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miết mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con luận xem học mới mấy đón đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày áo quần láng mướt ngày dài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt quá. Trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh. Xứng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức khi học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân quê. Người xưa nó lại khinh chê ông cha hủ bại u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lơi. Xó hình sửa sắc chiều mới đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trọng kim phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thốn vong ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài lạ lê. Gặp ai đôi rách cười chê miệng kia hễ mở chửi thời gian rân. Chẳng lo rèn trí lập thân để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đợi đừng đợi trả ơn, miếng tròn bổn phận hay hơn bát vàng. Đánh liều ta cũng nói càng cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bót bèo hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triều minh nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bông ba đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Ghét thưa ta cũng mắc tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào. Ba gia kẻ thấp người cao hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giáng này chỉ các điều tội khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta ta chẳng tiếc chỉ miệng cho ba tánh nạn gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi.
tháng ngày như thể đưa thoái, nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tanh bất tranh vô hình. Ai ai cũng rang xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cản lời mà ý còn dài hiến, cho trần há mốt bài ngụ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thành lui gót Phi Bôn Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nêu ghi, miếu xoắn tạc để tu mỹ trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hậu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thể ba tầm, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Sửa trâu là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Ba gia cùng các chữ tăng, việc tu không đợi hướng đánh làm gì. Đợi cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc, cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đăng Đại Thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị nắm non bãi núi, phổ độ ba tánh vạn dân. Tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mái cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Mùa xuân hứng cảnh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tứ di mây phủ nhiều đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiếng cảnh ta về, non bồng ta ở giữa cày mấy năm.
Dạo chơi tầm bậc kỳ âm, nay vì thương chúng trần gian phán hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiệu ấy mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kính kể cưỡi cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâm, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiên, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dần đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mới, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp khoai, cháo rau đỡ giả tháng ngày cho qua. Nhưng cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là liễu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt đi non tầng, quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dẫu cho có ở xa xăm, cũng là rạng tới viên thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiểu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long qua, đặng coi hiện đức
được là bao nhiêu. Gian ta hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thường trầm lệ thứ sáu sao từ đây. Chinh chinh bông sẽ về tây, đoái nhìn trần thế xác thấy ấy hề. Thương trần ta cũng ráng thầy, đặng cho ba tánh liễu bày tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lâm dân đến hội lầu xóm giữa kề. Thương đời văn vật say mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra châu chức đại mấy cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thấy cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa ám làm gì. Bây giờ bác lộn với chì, nửa sao lọc lại vít tì cũng chê. Bờ dân chớ có say mê, trung lương chánh trực giữa cây đài mây. Mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tại hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. Theo thầy giảng giải nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sân lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bàn với cao cây, bây giờ xuống thế cao cây lìa xa. Thiên cơ biên đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sợ. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xạ duân của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lốp bãi lốp chạy sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đoán đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô mông, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hội nào nguôi.
ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mang xà trên rừng, nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần. Làm đường ngay thẳng có thần đổ cho, thương đời hết giả cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thanh thơi, quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền ở thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tàu kháng chồng vợ bố kinh đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chớ kha trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì tháo ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra oai ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho xong. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lầm son mới vừa. Nghinh ngang hồn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thu hầm xé thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dĩ kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hung hăng ý của giàu sang, chẳng kiêng trời Phật mấy mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng.
Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chốc ghẹo gái xinh, nửa sau mắt phải yêu tính hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn luân can kỵ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng vừa mũi xe lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà trái hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới là. Phải gìn dục giống lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vén giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chứ đừng cái linh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dẫu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phan ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Giải rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sự phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đứng cao đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xạ duân mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều.
thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xiết vậy thì dân ngôi. Tại sao chẳng cũng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lâu đài. Chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài đừng nể mau lâu. Dẫu khuyên khắp hết đâu đâu bớt, điều mi dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiêng nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bất cóc khen, trong đàn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ mắt, phải chuyện gì phụ phục bình hưng. Lại thêm đàn địch từng tân, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không bằng, mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nho cứ mày làm thi ngạo đời. Rung đùi ngắm chuyện trên trời, tình duyên ca nước vậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng héo von, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cắt bãi cắt ba, nó đòi nắm cắt người ta hoảng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hội xác hồn lìa xa. Mỹ anh thầy thuốc lan xa, cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chỉ đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được các lân, hãy nên trao sửa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thấy sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này.
là lời truyền giáo của thầy. Bông hoa cầu Phật hiệp dày đi chôn, còn mình muốn đại làng thông thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà an nói gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tao nhiều cánh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bỏ heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bất miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiết rành tiếng ni. Chứng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hổ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rện trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chứ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắt mặt tình bôn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuần đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyển nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đầm khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thải các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mắc tình, nói cho rõ rệt dân tính không làm. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà, cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Nam Mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều.
chúng sanh ngang ngược làm liều ngọc hoàng. Ngài muốn xử tiêu cho rồi, Minh Vương kho đứng khôn ngồi, thảm thương lê thư mắt hồi gian trung. Trước đền mắt ngọc lụy rừng, quý yêu ba tanh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Danh thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng buồm loan, rước người tu niệm suy xoan phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường, kêu trời dầm đất cũng thì giả răng. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều mông, bùa mê thuốc lúa mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thời mắt tan tạnh về sau. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chanh mới hồng vinh vang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đạo bửu kiếm mây mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nan nguy. Phiền binh bôn phía tứ vi, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dậy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó lãm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tối xưa. Bây giờ còn mãi lấp lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiện lành chừng đó sum dày, quân thần cổng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy gây hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lầm tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chứ có sờn, ráng tu thì được xem đàn trên mây. Người hung chết đất chật thấy, nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân. Mấy người còn được xác thân, thì là đài ngọc các lân mới kề. Bây giờ kẻ nhúng ngửi trời chế ta, rằng dãi rắn khờ cũng cam. Dương trần bỏ bất tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian.
Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điểm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng sông sao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thoái cũ làm càng, trộm gà cắp dịch xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bổ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lấy thêm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mã thêm nhắn cho đời. Hạ quân lòng giả đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta giải cố lì cốt, mà cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tráng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân kho đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cõi cây rung, phương xa có giặc thông dung đằng nào. Trời Tây chung nó hùng hào, đem lầm gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lay. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt diều tiếng cảnh bồng lái nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bớ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi bao hiu lúc thân yếu già. Dường linh đôm hoài mới là, có chi cũng nấy vậy mà dân ôi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miết mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đón đời này.
văn minh sửa mặt sửa mày áo quần láng mướt ngày rày ăn chơi dọn xem hình dốc lạ lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt quá trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh xứng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê ông cha hủ bại u mê hơn mình tự do trai gái kết tình với lo trao sữa cho mình đẹp tươi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lơi xóa hình sửa sắc chiều mới đặng làm những chuyện trái đời vô liêm cớ sao chê cổ trọng kim phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con thấy đời trần hạ thôn vong ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi ông cha thuở trước ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay học hay lợi dụng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài lạ lê gặp ai đôi rách cười chê miệng kia hễ mở chửi thầy gian rân chẳng lo rèn trí lập thân để làm sao trả khổ thân sau này giáo viên các sở các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân giúp đợi đừng đợi trả ơn miếng tròn bổn phận hay hơn bát vàng đánh liều ta cũng nói càng cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo vinh hoa như thể bót bèo hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin nhắc năm gia tình triều minh nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha tuy là lưu lạc bông ba đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn ghét ưa ta cũng mắc tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào ba gia kẻ thấp người cao hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi giáng này chỉ các điều tôi khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy thân ta chẳng tiếc chi miệng cho ba tánh nạn gì cũng qua luận xem những việc sâu xa chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi tháng ngày như thể đưa thoái nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh ngồi buồn dân gặp chiếu manh ta cho ba tanh bớt tranh vô hình ai ai cũng ráng xét mình nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài cản lời mà ý còn dài hiến cho trần hạ một bài ngụ ngôn tới đây ta giả làng thôn ngọc thành lui gót phi bôn nam kỳ hiện thần sách sự nêu ghi miểu xoắn tạc để tu mỹ trung thần thôi thôi cảnh khổ hậu gần ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem
ra đời dạy dỗ anh em xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thể ba tầm ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn. Sửa trau là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặt ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răn. Ba gia cùng các chữ tăng, việc tu không đợi hướng đăng làm gì. Đợi cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc, cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đăng Đại Thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị nắm non bãi núi, phổ độ ba tánh vạn dân. Tiêu tai tịnh sự giải thoát, mê ly